chủ đề hôm nay của chúng ta đó chính là người mới và bạn kết quả như thế nào. Nếu như bạn nhìn thấy cái video này xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp nhận trải bài một cách tích cực nhất. Và đối tượng xem trải bài là những các bạn đang trong mối quan hệ hoặc đang tìm hiểu người yêu. Và sau đây là trải bài của các bạn. Và khi lá bài Five of Cups xuất hiện ở vị trí của quá khứ thì nó chỉ thị các bạn đang trải qua một cái thời gian đón nhận những cái mất mát. Có thể đó là lúc bạn chia tay, bạn bị mất việc, hoặc ai đó gần gũi bạn đã bước đi sang một thế giới bên kia. Khi mà nó ở vị trí này, một cái sự kiện đã thay đổi vĩnh viễn cảm xúc của bạn vì việc bạn phải học cách buông bỏ. Và bạn có thể đã vượt qua nỗi đau trong lúc đó, nhưng những sự kiện liên quan đến nó vẫn là cách mà bạn tiếp cận mọi thứ ở thời điểm hiện tại. Mà khi nó xuất hiện như vậy á, là coi như là bạn vừa mới chấm dứt đi một mối quan hệ, hay là bạn có thể mất đi một người thân. Nó chỉ ra rằng dù cho bạn cảm thấy đau khổ như thế nào thì mọi thứ cũng sẽ không đến tồi tệ như bạn nghĩ. Và lời khuyên của trải bài đó chính là các bạn phải quên đi cái mối quan hệ cũ đã kìm nén các bạn và nên bắt đầu một mối quan hệ mới. Điều quan trọng là bạn cần phải quên đi người yêu cũ để thực sự có thể hướng đến tương lai với người yêu các bạn đang quen hiện tại. Các bạn nên nhớ rằng bạn không thể quay ngược lại thời gian lúc mọi thứ còn hoàn hảo. Và bạn hãy xem đó như một bài học trong cuộc sống của mình. Để bạn tiến tới với người sau này, bạn sẽ sửa chữa để hai bên cùng hòa hợp hơn và giữ vững cái mối quan hệ của các bạn được tốt hơn cái mối quan hệ cũ mà bạn đã từng. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm tình yêu thì cái lá bài Ten of One này gợi ý rằng đây chưa có phải lúc thích hợp để bạn bắt đầu cái mối quan hệ mới. Việc các bạn là cần chữa lành cái vết thương của mình. Khi bạn ổn, bạn dành thời gian làm việc với cảm xúc riêng của mình thì lúc đó bạn mới cứ cởi mở đi yêu người khác được. Nếu như các bạn đã có gấu thì nó có nghĩa là các bạn đừng cố phủ đi một cái vấn đề giữa bạn và người yêu bạn cần phải giải quyết. Rất có thể một trong hai người đã cảm thấy có đủ sự ủng hộ từ bên kia, nên đây là lúc thích hợp để ngồi xuống có những cuộc nói chuyện cởi mở về những thứ mà làm phiền lòng của mọi người. Và lá bài Ten of One này nó sẽ nhắn nhủ cho các bạn nên để ý đến hành động của mình. Có thể nó ảnh hưởng đến người khác và bạn phải chịu trách nhiệm những cái tình huống bạn đưa ra tại hiện tại. Và tốt nhất là bạn nên tìm cách giải quyết những cái áp lực đã đặt lên bản thân mình một cách nhanh nhất để các bạn là không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại. Và trong tương lai gần, các bạn có thể đạt được trạng thái bình ổn về cảm xúc. Khi bạn thấy mình hạnh phúc và bình yên thì lúc là trí tuệ cảm xúc của bạn phát triển. Nó là một cái nền móng rất vững chãi để các bạn chinh phục cái thế giới này. Sau khi các bạn giải quyết được một cái số vấn đề trong quá khứ, thật sự buông bỏ và tìm kiếm yêu thương bản thân mình hơn, thì cái lá bài Ace of Cups này nó một dấu hiệu rất tốt cho các việc bạn sẽ tiến tới hôn nhân với những người bạn gặp ở hiện tại. Bạn được pháp luật công nhận về mối quan hệ, rất có thể là bạn sẽ có con trong thời gian tới. Nếu như các bạn vẫn đang loay hoay tìm kiếm tình yêu thì đảm bảo rằng các bạn sẽ được hạnh phúc, nhất là trong chuyện tình cảm. Các bạn đừng ngạc nhiên cái người này sẽ xuất hiện rất là bất ngờ. Bạn hãy cởi mở với mọi cơ hội yêu thương vì đây là lúc tình yêu đang đến rất gần đến với các bạn. Và sau đây mình sẽ xem cho bạn trước. Cái lá bài đại diện cho bạn đó là lá bài Four of Cups. Nói rằng hình như các bạn đang đứng núi này trong núi nọ, không tập trung vào những gì mà các bạn đang có, mà các bạn đang sở hữu. Nó thách thức các bạn phải chấm dứt là nằm mơ giữa ban ngày về những thứ bạn có thể mất đi. Bạn nên hài lòng với những thứ hiện tại.
Nó chỉ ra rằng các bạn phải trân trọng và cảm thấy biết ơn vì sự có mặt của những người xung quanh bạn, những vật mà đang sở hữu. Khi mà bạn quá quan tâm đến việc có nhiều hơn và coi rằng những thứ hiện tại mình đang sở hữu đó đều đương nhiên, thì các bạn sẽ đánh mất đi những cơ hội khác trong cuộc sống. Nó kêu gọi các bạn là đừng có tơ tưởng những thứ khác. Có thể bạn đang đánh mất những cái thứ hiện tại xung quanh bạn. Điều quan trọng bây giờ là bạn tập trung ở hiện tại và đối tượng và các bạn đang quen sẽ là người như thế nào. Sau đây là lá bài dành cho họ. Và đại diện cho người bạn đang quen là lá bài Queen of One. Đây là một người rất là tự tin và hôn hút, có một năng lượng rất là tràn trề. Và người này đại diện cho một năng lượng rất là tích cực, đầy sức sống. Nhìn chung đây là một lá tích cực trong trải bài, đặc biệt là khi cái người này đang cân nhắc các việc là kết hôn và muốn có con nha các bạn. Và người này của các bạn, nó có một cái sự ấm áp và đam mê, rất chân thành, thành thật và không lừa dối, rất nhạy cảm, thấu hiểu và yêu cuộc sống và con người. Nhưng người này bị hú thị cho năng lượng của tình dục. Họ đầy đam mê cũng như là đầy nhục dục nha các bạn. Và họ là một người thuộc tiếp, người rất thích độc lập và cá tính. Một người có những trải nghiệm tình yêu rất đặc sắc. Bạn phải nên biết cách giữ chặt trái tim của đối phương, những sự quan tâm hay khoảng thời gian riêng tư mà họ dành cho bạn rất hợp lý và giá trị. Và bạn sẽ cảm thấy rất mới mẻ khi ở bên cạnh họ. Và bạn sẽ rất là sợ mất họ nha các bạn. Vì đây là một lá bài bí ẩn, đầy gợi cảm. Và các bạn nên chú ý là sẽ có một người phụ nữ xen vào chuyện tình cảm của hai người. Thì hy vọng là các bạn sẽ lấy lòng người phụ nữ này, bởi vì cái người phụ nữ này sẽ quyết định về cái mối quan hệ của cả hai. Người này có thể là mẹ chồng hay là mẹ vợ. Mong là các bạn sẽ lấy lòng hai người này ha. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.